du khách nước ngoài nói điều khó tin sau khi ăn món nem chua Việt Nam. Lá chuối xanh êm một khoảnh vườn, dầu miếng đêm hồng khe khẽ hương, dâng chút lên tiên từ da thịt, thỏa thú bình dân lẫn đế vương. Đây ngọt ngọt của giòn khúc khích, nay chút chua chua nũng nhịn lời, dẫu hoàng tử đã nương tay bóc, đồng đành cay lên đủ nhớ đời. Nói không phải ngoa chứ ẩm thực Việt Nam đúng là đa dạng, phong phú và đặc sắc thế giới đấy nhỉ. Một sự hòa quyện tuyệt đỉnh giữa sắc nước hương trời, con người đơn hậu, quốc hồn quốc túy, tinh hoa ngàn đời. Và nếu để kể ra một món ăn độc đáo, ấn tượng, được hàng loạt các trang truyền thông ẩm thực quốc tế hết lời ca ngợi, thì không thể không kể đến món nem chua. Tết này mà được ngồi live ra nem chua chấm tương ớt với vài lon bia thì phê phải biết. Ở Việt Nam thì nem chua đúng là món ăn không còn quá xa lạ, nhưng trong mắt các du khách nước ngoài thì sao? Nhiều người có thể kinh sợ món thịt chó, đuông dừa, mắm tôm, trứng lộn, tiết canh made in Việt Nam. Chứ riêng món nem chua thì cho 100 người nước ngoài nếm thì có 99% nghiện ngay từ lần đầu. Mới đây trên kênh Feed Đi có phỏng vấn trải nghiệm của một số du khách nước ngoài lần đầu ăn món nem chua. Và thật bất ngờ rằng ai cũng tấm tắc khen ngon. Cuộc phỏng vấn diễn ra tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Khi được hỏi bạn có biết đây là món ăn gì không, tất cả đều không biết thứ gì được gói rất kín trong vỏ lá chuối. Bạn Gallet còn nghĩ đó là thứ bánh gì đó của Việt Nam, bởi Việt Nam có đến hàng trăm thứ bánh khác nhau mà hầu hết được gói bằng lá. Và bánh thì bên trong có thể có gạo. Và khi được mời trải nghiệm, ai cũng ngạc nhiên vì bóc mãi vẫn chưa hết các lớp lá chuối. Miệt mài bóc cuối cùng cũng đến được cái nhân hồng hồng bên trong. Cắn một miếng, ôi chào, quên sầu. Chàng trai Mr. Ben đến từ Mỹ nhai nhai miếng nem chua rồi phán một câu cực chất. Ăn nó có gì đó giống với nhai thạch, thạch làm từ thịt lợn. Cơ mà món này siêu ngon luôn, vừa miệng, hương vị thơm ngon. Anh chàng Lars đến từ Nga, ngon quá trời luôn, nếu uống cùng bia thì đúng là khoái khẩu rồi. Việt Nam có nhiều món ăn độc đáo thật đó. Chị Cai Thi đến từ Úc, thực sự đây là món ăn rất ngon, hương vị rất lạ, dai dai giòn giòn chấm với tương ớt rất hợp vị. Chàng trai Gallet, ôi chào ngon ngon, rất khác với đồ ăn của Mỹ, tôi chắc chắn sẽ tìm mua để thưởng thức nó. Nói đến đây thì các bạn có ứa nước miếng không? Chứ ăn thèm quá rồi. Đã thèm nem chua thì phải nhấc ngay máy gọi cho thằng bạn thân trong thành phố Thanh Hóa, gửi xe ra để có mồi ngon nhâm nhi dịp Tết. Còn trong một bài viết giới thiệu về ẩm thực Việt Nam trên mạng xã hội Mỹ, bài viết mở đầu với phần giới thiệu về món ăn nổi tiếng xứ Thanh, được gói bằng nhiều lớp lá chuối, thành phần bao gồm thịt lợn và các gia vị đặc trưng. Nem chua chấm tương ớt cùng vài ngụm bia làm say lòng bao người. Rất nhiều người đã vào chia sẻ, dành lời khen tấm tắc cho món ăn Việt Nam. Bạn Lana bình luận, tôi cực kỳ nghiện món nem chua của Việt Nam. Trong một lần tình cờ vào thăm một gia đình người bạn ở Sầm Sơn, tôi lần đầu được ăn món thịt lợn lên men lạ hoắc. Ấy vậy mà cắn một miếng đầu tiên, ôi sao mà thơm ngon, uống một hớp bia nữa thì đúng là tuyệt của mèo. Còn bạn Amori thì tâm sự rằng, hồi ở Hà Nội tôi có quen một cô bạn gái Thanh Hóa, cứ dịp nào ở quê lên là cô ấy lại xách cho một bịch nem chua gia đình cô ấy làm. Lúc đầu tôi rất e sợ vì nghĩ bụng, dạ mình không biết có chịu được món ăn từ thịt lợn sống không. Ấy thế mà ăn xong một cái đầu tiên ngon tuyệt, vẫn nhịn chưa dám ăn tiếp vì xem có phản ứng gì không. Một hai cái không sao, thế là ăn hết cả chục cái vẫn thèm. Đúng là món gây nghiện, nhưng nghiện bạn gái Việt Nam ấy. Ai đã một lần từng qua xứ Thanh chắc chắn sẽ biết tới món ăn nổi tiếng được gọi là đặc sản nem chua. Nem chua Thanh Hóa là món ăn nổi tiếng, món ăn mang đậm bản sắc và giá trị văn hóa quê hương, là niềm tự hào của người dân Thanh Hóa. Trước kia người Thanh Hóa chỉ làm nem chua trong các dịp lễ Tết, cưới hỏi hoặc các ngày hội đặc biệt trong năm, chủ yếu tự phục vụ là chính. Đến những năm 70 của thế kỷ 20, nghề làm nem chua hình thành và phát triển ở thành phố Thanh Hóa, dần nổi tiếng khắp vùng quê và trở thành đặc sản riêng biệt mà du khách nào đã từng qua đều muốn nếm thử và không quên mang về làm quà cho người thân. Món này được chế biến hết sức kỳ công qua nhiều công đoạn kỹ lưỡng, từ khâu chọn nguyên liệu cho tới khi đóng gói sản phẩm. Thịt để làm nem phải là loại thịt mới. Khi lợn vừa mới xẻ thịt, người thợ làm nem phải thái, xay chế biến ngay, không để lâu. Nếu thịt để lâu thì nem về sẽ không có độ bóng cũng như sự kết dính trong quá trình lên men. Trước đây khi máy xay chưa phổ biến, người thợ phải giã thịt bằng tay trên những cối đá lớn. Theo kinh nghiệm của những gia đình làm nem truyền thống, thịt lợn giã bằng cối đá sẽ có độ giòn quánh, dính thơm hơn là thịt xay máy. Bì lợn cũng phải chọn rất kỹ. Bì lợn làm nem phải là bì được cạo chín, nghĩa là dùng nước sôi già đổ lên da lợn để cạo lông. Có như thế lông mới sạch và khi chế biến sẽ đỡ tốn thời gian. Để có những sợi bì trong ngon, người thợ phải cạo thật sạch tất cả những phần mỡ còn sót lại trên bì cho tới khi lớp bì mỏng, trắng tinh, trong suốt thì được. Bì càng làm kỹ bao nhiêu thì khi thái chỉ, bì càng giòn và dai bấy nhiêu.
Khi nguyên liệu chính là thịt và bì đã xong, người thợ sẽ trộn hai hỗn hợp này lại cùng với nhau, cùng các loại gia vị muối, bột ngọt, đường, nêm thêm chút nước mắm cho thơm. Sau đó gói hỗn hợp thịt trên bằng lá chuối và buộc bằng chuông vòng. Một chiếc nem chua được người gói cho kèm thêm chút tỏi, lá đinh lăng, lá sung hoặc lá ổi, ớt. Những phụ gia này có tác dụng làm cho hương vị nem trở nên ngon hơn, hấp dẫn hơn và cũng là để cân bằng giữa độ lạnh và nóng có trong gia vị của một chiếc nem. Lá chuối gói nem phải là lá chuối hột, chuối ngự, đảm bảo độ dai, màu xanh, độ dày để bảo quản khi gói nem. Bởi trong quá trình vận chuyển và lưu giữ thì nem vẫn tiếp tục lên men. Để bảo quản được dài ngày, người thợ gói nem thường bọc thêm giấy bóng bên trong nem, sau đó mới đến lớp lá chuối. Thông thường nem gói sau 3 ngày là chín, có thể dùng được. Bóc lớp lá chuối màu xanh ở ngoài đã cảm nhận được ngay sức hấp dẫn, mùi vị đặc trưng và rất thanh của chiếc nem. Khi thưởng thức nem sẽ gặp vị chua thanh của thịt, dai giòn của sợi bì, cay của ớt, thơm của tỏi, vị ngọt hơi chát của lá đinh lăng, lá sung hoặc lá ổi. Một hương vị rất riêng mà không phải nem chua nơi nào cũng có như nem chua Thanh Hóa. Nem thanh có vị lạ rất khác với nem chua Hà Nội hay nem lụi ở Huế, lại càng khác xa với nem rán hay nem tai. Nó vừa chua vừa cay, lại có cả vị mặn mà của gia vị. Có vị ngọt của thịt làm ta khi thử thì không thể không ăn tiếp vài cái nữa. Nhiều người e sợ ăn thịt sống sẽ gặp vấn đề về tiêu hóa. Nhưng các bạn có biết không, nem chua Việt Nam đã thu hút cả giới khoa quốc tế nghiên cứu và họ phát hiện ra một sự thật vô cùng bất ngờ. Đặc sản nem chua chứ danh của Việt Nam có thể nắm giữ chìa khóa cho công nghệ bảo quản thực phẩm tự nhiên và an toàn, giúp thế giới giải quyết hai vấn đề nhức nhối: tình trạng lãng phí thực phẩm và các bệnh liên quan đến đường ăn uống. Nem chua là món có thể ăn sống nhưng lại không gây ngộ độc nếu được làm đúng cách. Đó là nhờ các vi khuẩn có lợi trong món thịt lên men này có thể tiêu diệt các vi khuẩn có hại. Cảm hứng thực hiện nghiên cứu về khả năng chống lại vi khuẩn có hại trong nem chua đã đến với nhóm các nhà khoa học Remit sau một chuyến đi của họ tới Việt Nam và được chứng kiến người dân Việt Nam ăn món làm từ thịt sống này mà không hề hấn gì. Dù Việt Nam có khí hậu nóng ẩm, dễ khiến vi khuẩn sinh sôi. Với nghiên cứu mới từ nem chua của Việt Nam, các nhà khoa học đã tìm ra hợp chất chiết xuất từ nem chua cứng cáp hơn nisin và có hiệu quả chống lại nhiều chủng vi khuẩn, ngay cả sau khi tiếp xúc với nhiều môi trường đặc trưng trong ngành chế biến thực phẩm. Hợp chất này có thể chịu đun nóng tới 90 độ C trong 20 phút và vẫn ổn định khi ở các môi trường có tính pH cao và thấp khác nhau. Hợp chất này cũng có thể tiêu diệt nhiều vi sinh vật gây bệnh thường có trong thực phẩm, trong đó có Listeria, vi khuẩn có khả năng gây chết người, vốn có thể tồn tại trong tủ lạnh và thậm chí là tủ đông. Quá bất ngờ phải không các anh em? Qua Việt Nam chơi được thưởng thức món ăn lạ lạ, nem chua làm từ thịt lợn sống, tưởng không ngon, thế mà lại ngon không tưởng. Người bình thường ăn xong là nghiện, các nhà khoa học ăn xong thì tò mò. Vì nghiện, cộng thêm tò mò rồi nghiên cứu lại phát hiện ra sự thật ngã người là, phát hiện ra hợp chất tuyệt vời có trong món ăn chứ danh của Việt Nam là vô địch thiên hạ chống lại các vi khuẩn có hại, giúp bảo vệ thực phẩm tươi lâu hơn. Ăn nem chua chấm tương ớt, nhấp vài ngụm bia Sài Gòn, giá thì cũng không quá đắt, ăn lại tốt cho tiêu hóa. Quá nhiều tố tạo nên một món ăn chứ danh. Tết này phải làm vài trăm chiếc cất tủ lạnh nhâm nhi thôi các anh em nhỉ.